Chào các bạn học sinh đến với môn học tiếng Việt lớp 1. Hôm nay cô giáo Hương Giang sẽ đồng hành cùng các bạn hoàn thành phiếu ôn tập cuối tuần này nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải phiếu ôn tập cuối tuần 6. Ở tuần này chúng ta sẽ ôn các chữ P, F, S, Q, W, I, Z. Ta bắt đầu đi vào bài tập 1. Đọc từ, nối từ với hình. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc các từ đã có, sau đó ta sẽ nối từ đó với các hình tương ứng. Các bạn cùng đọc theo cô nhé. Pa, no, pano, se, ngờ ưa ngưa nặng ngựa, xe ngựa. Sờ ư sư, tờ ư tư hỏi tử, sư tử. Quờ a qua nặng quạ, quạ. Gia ra sắc giá, vờ e ve ngã vẽ, giá vẽ. Sau khi chúng ta đã đọc xong, chúng ta sẽ nối các từ này với hình tương ứng. Pano. Pano là hình này. Người sẽ nối hình này với từ pano. Tiếp theo, xe ngựa. Đây là xe ngựa nè. Thì chúng ta sẽ nối hình này với từ xe ngựa. Từ thứ ba, sư tử. Đâu là hình sư tử các bạn? Đây là những chú sư tử. Ta sẽ nối sư tử vào. Quạ. Đây là những chú quạ nè. Chúng ta sẽ nối từ quạ với ô chữ quạ. Và cuối cùng, giá vẽ. Đây chính là hình một chiếc giá vẽ. Ta sẽ nối lại với từ giá vẽ. Và chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 1. Tiếp tục đến với bài tập 2. Chọn từ phù hợp ở bài 1, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu, đọc câu. Ở bài tập này chúng ta sẽ chọn các từ đã cho ở bài tập 1 là những từ này. Sau đó ta sẽ điền vào những dấu chấm để hoàn chỉnh câu. Sau khi chúng ta đã điền xong, chúng ta sẽ đọc lại các câu đó một lần nữa. Chúng ta bắt đầu làm bài tập 2 nhé. Câu đầu tiên, sở thú có. Các bạn nhìn xem sở thú có gì đây? Sở thú có sư tử, có quạ. Ta sẽ điền từ sư tử. Và quạ. Câu tiếp theo, bé đi. Bé đi xe ngựa. Ta sẽ điền từ xe ngựa. Cuối cùng là pano có chữ. Ta sẽ điền từ pano. Rồi, các bạn cùng nhau đọc lại các câu này với cô nhé. Sở thú có sư tử, quạ. Bé đi xe ngựa. Pano có chữ. Chúng ta tiếp tục sang bài số 3. Đọc bài. Nghỉ hè, cả nhà bé đi sở thú. Bé chỉ cho ba mẹ khỉ, hổ, hà mã, sư tử. Ba và bé vẽ chú sư tử to. Sau đó các bạn trả lời câu hỏi. Bé chỉ gì cho ba mẹ? Bé chỉ cho ba mẹ khỉ, hổ, hà mã, sư tử. Các bạn sẽ trả lời vào ô trống dưới đây. Bé. Chỉ. Cho. Ba. Mẹ. Khỉ. Hổ. Hà mã. Sư tử. Sang bài tập số 4. Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào các tiếng in đậm. Tiếng đầu tiên là sở thú ở phố. Tiếng đầu tiên là sở thú. Thì từ sở thú sẽ có âm sờ đứng trước, âm ơ đứng sau và dấu hỏi. Ở đây ta sẽ điền dấu hỏi. Tiếp theo, chị chỉ cho bé sư tử và hổ là thú dữ. Tiếng hổ sẽ có âm hờ đứng trước, âm ô đứng sau và dấu hỏi. Nên là ta sẽ điền ở đây dấu hỏi. Tiếng tiếp theo là dữ. Sẽ có âm giờ đứng trước, âm ư đứng sau và dấu ngã. Ta sẽ điền dấu ngã. Và cuối cùng, bé và chị chú ý khi đi sở thú. Như đã điền ở trên thì sở sẽ là âm sờ đứng trước, âm ơ đứng sau và dấu hỏi. Sang bài tập số 5, tập viết sư tử, xe ngựa, nghỉ hè, cả nhà bé đi sở thú. N. Ở bài tập này các bạn sẽ viết theo mẫu và theo các chấm mà sách đã chấm cho chúng ta. Tiếp tục đến bài số 6, giải ô chữ. Ở bài tập này các bạn sẽ quan sát bức tranh ở dưới đây, sau đó giải ô chữ. Hàng số 1 sẽ tương ứng đến hình số 1, hàng số 2 sẽ tương ứng với hình số 2. Các bạn quan sát các hình và điền chữ tương ứng vào các hàng chữ này nhé. Hàng số 1, hình số 1 là, đây là hình chú sư tử. Vậy ở đây ta sẽ điền chữ sờ và sư tử. Số 2. Các bạn quan sát hình số 2. Đây là vở vẽ. Vở câu hỏi vở, vờ e ve ngã vẽ. Vậy ô này ta sẽ điền từ chữ vờ. Tiếp theo hàng chữ số 3. Chúng ta quan sát hình số 3. Đây là chú thỏ. Thì từ thỏ sẽ có âm thờ đứng trước, âm o đứng sau và dấu hỏi. Vậy thì ở đây ta sẽ điền chữ tờ và chữ o hỏi. Hàng số 4. Các bạn quan sát hình số 4. Đây là chú hổ. Vậy từ hổ sẽ có âm hờ đứng trước, âm ô đứng sau và dấu hỏi. Hổ hô hỏi hổ. Vậy ở đây ta sẽ điền chữ hờ. Và cuối cùng là hàng chữ số 5. Hình số 5. Đây là một con cú. Từ cú sẽ có âm cờ đứng trước, âm u đứng sau và thanh sắt. Cờ u cu sắt thu. Cờ u cu sắt cú. Vậy ở đây ta sẽ điền chữ cờ. Vậy cột dọc mà chúng ta cần tìm đó là từ sở thú. Chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong phiếu ôn tập của tuần 6. Hẹn gặp lại các bạn ở các tuần tiếp theo nhé.